Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Ở trong cái chủ đề 1 cái bài 5 này ở tiết 1 các em thì thầy đã quay rồi, quay hết cho các em rồi chứ không phải là chưa quay. Nhưng mà trong clip ở tiết 1 á thì sao em? Nghĩa là nó bị đơ từ cái phút 7 phút mấy á, 7 phút 13 sao á. Nó bị đơ các em. Tự nhiên từ cái đoạn 7 phút mấy tới 20 phút á là chỉ có tiếng nói thôi. Chứ còn phần giảng chuyển động, nghĩa là các em nói, có thể chúng ta theo dõi cái phần nói và chúng ta cũng sẽ hiểu, nhưng mà theo yêu cầu của các em rất là nhiều thì thầy sẽ quay lại cho các em ở tiết 1. Tại vì ở cái phần giảng để ra được cái số mol của HCl ở đây á thì thầy đã chỉ rồi, đã hướng dẫn rồi nè. Nghe này, nói một xíu nè, đối với cái bài này á là nó cực kỳ quan trọng em. Cái bài này là cực kỳ quan trọng này. Cái bài này các em có khả năng tham khảo thêm hai cái này nè. Nếu như ở trong cái bộ cánh diều này mà các em xem mà các em cũng chưa được hiểu lắm á thì chúng ta tham khảo thêm giùm thầy. Thứ nhất á là tham khảo ở cái bộ kết nối tri thức, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á đó chính là cái bài 16 hóa học lớp 8 ở chương trình cũ nha. Chương trình cũ thì ở trong chương trình cũ về cái phương trình hóa học, cái bài 16 là cái bài phương trình học. Và nghĩa là gì, thầy muốn nói ở đây là cái phần hóa học này này chúng ta có khả năng tham khảo ở chương trình lớp 8 và chương trình cũ để chúng ta xem thêm. Tại vì trong đó thì nó chỉ khác một chút xíu ở chỗ này là số mol. Nếu ở chương trình cũ là V sẽ bằng chia cho 22,4, đây là chương trình cũ này. Còn mới của chúng ta là số mol sẽ là V chia cho 24,79 thôi, nó chỉ khác ở chỗ này thôi, còn tất cả còn lại là giống nhau hoàn toàn. Em nhớ chưa? Thì trong clip này thầy sẽ quay lại cho các em bài số 1. Ở trong bài số 1 từ phút đầu tiên cho tới phút thứ 7 á thì thầy đã hướng dẫn em cái cách tính số mol của thằng HCl này rồi. Chúng ta đã hiểu tại sao chúng ta đã có số mol của kẽm là 0,02, ta đặt ở dưới đây. Chúng ta đã tính ra được, tại vì tỷ lệ đây là 1 thì tỷ lệ đây 2. Đúng không? Ở trong đây chúng ta còn tính thể tích của khí hydro nữa thì các em thấy là đây là 1. Thì thằng này là 1, như vậy thằng này tương ứng 0,02, ta đặt ở phía dưới đây thì thằng hydro sẽ là 0,002, đúng không? Như vậy khi mà chúng ta muốn tính thể tích của hydro thì chúng ta chỉ cần tính số mol của hydro. Đây, số mol của hydro nghĩa là số mol của hydro sẽ bằng số mol của kẽm, nghĩa là bằng 0,02 mol theo cái tỷ lệ trên phương trình phản ứng của chúng ta. Thì phần này thầy đã giảng rồi nên thầy sẽ không giảng nữa, mà với là cái này nó đã có bài giải rồi thì thầy sẽ giảng lại cho các em ở cái phần này nha. Chứ còn phần 257 ở tiết 2 thì phần hiệu suất là thầy đã quay cho các em rồi nên thầy chỉ giảng lại cho các em ở tới phần cái phần này nữa là xong này. Bước 1 này, viết phương trình hóa học phản ứng. Rồi bây giờ thầy sẽ viết lại này, các cái bước này chúng ta sẽ ghi vô bài học giùm thầy nha. Đúng không? Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Viết phương trình hóa học của phản ứng, tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích. Nghĩa là ở trong đề bài chúng ta sẽ cho khối lượng là M hoặc là thể tích là V. Nếu cho khối lượng thì chúng ta sẽ áp dụng công thức là N. Các em nhớ thầy công thức ban đầu này, N, số mol là N bằng gì? Số mol thì bằng khối lượng chia cho M lớn khối lượng mol này. Từ đây chúng ta để tính cái số mol thì đã biết khối lượng thì chúng ta sẽ dựa vào công thức này. Nếu mà thể tích thì chúng ta dựa vào công thức số mol sẽ bằng V chia 24,79. Rồi chưa? Đấy, ok. Nghĩa là chúng ta đã biết cái nào thì chúng ta sẽ tính cái đó. Dựa vào phương trình hóa học và số mol chất đã biết, tìm số mol các chất phản ứng hoặc chất sản phẩm. Ví dụ như ở đây chúng ta phải nói là chất phản ứng và sản phẩm này. Ví dụ chúng ta có A cộng B tạo thành C cộng D thì thằng này đấy chính là phản ứng, thằng này chính là sản phẩm. Các em hiểu không? Nếu giả sử như thầy cho khối lượng của A thì thầy sẽ tính số mol của A. Khi đó thầy sẽ tính được số mol của B, của C và của D dựa trên phương trình phản ứng, dựa trên các cái tỷ lệ này. Các em hiểu chưa? Đấy. Rồi, tính khối lượng hay thể tích. Nếu mà để tính khối lượng thì chúng ta số mol thì bằng khối lượng chia cho khối lượng mol, thì từ đây khối lượng ta sẽ bằng số mol nhân khối lượng mol. Thằng này luôn luôn biết thì chứng tỏ chúng ta chỉ cần biết số mol thôi. Số mol sẽ bằng V chia 24,79
Để tính thể tích ở đây thì chúng ta sẽ nhân chéo hai này lại nha, bằng số mol nhân cho 24,79. Như vậy tất cả chúng ta đều phải có số mol là gần như để tính khối lượng và tính thể tích thì công việc chúng ta rất là đơn giản. Nghĩa là trong một bài toán hóa chúng ta chỉ cần biết số mol là gần như khối lượng và thể tích chúng ta đã giải quyết được rồi. Nên là cái số mol là cái phần gốc, là cái gốc của cái phần hóa học kia. Nếu em không biết tính số mol thì coi như cái phần hóa học chúng ta là vứt rồi đấy. Mà chương trình lớp 8 này chúng ta cũng chỉ được học ở mấy bài thôi. Chắc chắn là lên chương trình lớp 9 chúng ta học rất là nhiều thứ em. Đấy. Rồi bây giờ thầy sẽ làm được em nha. Ta sẽ đi làm ở cái bài này. Đốt cháy hết 0,54 gam nhôm, chứng tỏ cái số liệu nằm ở chỗ đây. Trong khi thu được ở trong đây người ta cho các em phương trình này. Hôm trước thầy đã chỉ các em phương cân bằng rồi, chứ không phải là chưa chỉ. Rồi bây giờ giả sử như ở đây chúng ta làm ngồi nháp nha, thầy đang giảng ngồi nháp. Theo cái phần mà cân bằng ấy thì có phải là cân bằng gì, kim loại, rồi tới gì phi kim, rồi tới gì hydro, rồi tới oxy tự cân bằng. Như vậy trong cái bài này có kim loại không? Có, đó chính là nhôm. Ở đây là nhôm. Như vậy ở đây người ta không ghi nghĩa là mấy, nghĩa là một, chỗ này là hai, chứng tỏ đây thiếu mấy, chỗ này thiếu hai. Như vậy kim loại đủ, nhôm đủ rồi đó. Nhưng oxy chúng ta, oxy ở đây là 2 và đây là 3. Thì hôm trước thầy đã giảng rồi nhưng mà video bị đơ, thì thầy đã hướng dẫn em là nên đi tìm bội chung nhỏ nhất của 2 và 3, cái hệ số của nó đây này. Bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 ở đây thì chúng ta sẽ nhẩm ta thấy là bội chung nhỏ nhất nghĩa là gì. Trong chương trình toán học lớp 6 chúng ta được học rồi, đó chính là chúng ta đi tìm cái số nhỏ nhất, cái số đó phải là số nhỏ nhất và chia hết cho 2 và cho 3 thì đó chính là số 6. Như vậy để tìm hệ số ở chỗ này thì chúng ta lấy 6 chia cho 2 bằng ở đây. Để tìm hệ số ở chỗ này thì chúng ta lấy 6 chia 3 bằng chỗ đây. Như vậy các em lấy 6 chia 2, lấy 6 chia 2 được mấy, được 3, chúng ta ghi chỗ đây là 3. Các em lấy 6 chia 3 được 2, được 2 các em ghi chỗ này. Khi đó nó sẽ kéo theo cái gì? Oxy đã bằng, 3 x 2 bằng 6, 2 x 3 cũng bằng 6, thì khi đó nó kéo theo nhôm sẽ không bằng. Tại vì 2 x 2 đây, 2 x 2 đang bằng 4 thì chứng tỏ chúng ta sửa lại chỗ này là số 4. Như vậy cái này người ta làm nháp trên thầy nha, làm nháp. Bây giờ người ta làm thiệt này, vào trong bài này chúng ta sẽ viết phương trình lại. Như vậy người ta công bằng đây là 4, ở đây 3 và đây 2, hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ tóm tắt và ghi giả thuyết kết luận ở phần này. Chúng ta nên chừa hai hàng ở đây để chúng ta tí nữa suy ra số mol này, đốt cháy. Về phần giả thuyết này, kết luận này người ta cho cái gì nè? Giả thiết ở đây người ta sẽ cho khối lượng của nhôm, ta ghi bằng ký hiệu là bằng 0,54 gam. Là vấn đề ở đây người ta yêu cầu các em là gì? Khối lượng của aluminium oxit, nghĩa là thằng này tạo thành, là khối lượng câu A đây. Các em hãy tính khối lượng của Al2O3 ở đây bằng bao nhiêu. Tính thể tích câu B, chúng ta tính thể tích của oxygen ở điều kiện tiêu chuẩn bằng bao nhiêu. Em hiểu chưa? Như vậy thì để mà tính khối lượng thằng này thì chúng ta phải có gì? Có số mol nhân khối lượng mol. Khối lượng mol của thằng này luôn luôn tính được, chúng ta chỉ cần tính số mol là xong. Thể tích thì bằng số mol nhân 24,79 nha. Thầy lại nhớ nhầm công thức của chương trình cũ. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần tính số mol của oxy nữa là xong. Số mol của thằng này nữa là xong. Để tính số mol của Al2O3 và tính số mol oxy để thế vào chỗ này và chỗ này thì chúng ta cần phải tính số mol của thằng này. Em hiểu không? Ta giải ở đây. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tính số mol của nhôm tham gia phản ứng. Chúng ta ghi đây là số mol của nhôm tham gia phản ứng. Như vậy số mol của nhôm thì theo công thức ta là bằng khối lượng của nhôm chia đây cho khối lượng mol của nhôm. Khối lượng của nhôm là bằng 0,54 chia khối lượng nhôm của mol của nhôm, nhôm nghĩa là aluminium anh em, thì nó sẽ là bằng 2,7. Chúng ta tính ra đây sẽ bằng là 0,02 mol, đúng không? Rồi ok, bây giờ chúng ta thấy tỷ lệ này, cứ 4 mol nhôm thì sẽ có 3 mol
của oxy tham gia phản ứng thì sẽ tạo thành được ở đây là 2 mol của Al2O3. Đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta đặt số mol ở đây của thằng nhôm là 0,0 mấy? 0,02 mol. Bây giờ chúng ta cần phải tính ở hai vị trí này và vị trí này. Ở đây thầy lại tiếp tục làm ngoài nhé. Thầy gọi chỗ này là x, oxy là x nhá. Như vậy chúng ta lập cái tỷ lệ này. 4 chia gì? Đây, 4 chia 0,02 sẽ bằng là 3 chia gì? 3 chia x. Chúng ta sử dụng quy tắc tam suất của tỷ lệ thức, giống phần tổ hợp ta nhân chéo lấy 4 nhân x và các em lấy 3 nhân cho 0,002. Như vậy x của chúng ta lấy bên đây chia cho số 4 này, lấy 3 nhân 0,02 chia cho 4 sẽ bằng. Ở đây chúng ta không nhẩm được thì chúng ta dùng máy tính ta bấm lấy 3 nhân 0,02 bằng chia cho 4. Đây, kết quả chúng ta bằng 0,015. Như vậy thì số mol của đằng oxy chỗ này nó sẽ là 0,015 mol. Tại sao hiểu hiểu chưa? Hiểu 0,015 mol chưa? À, tí nữa thầy chỉ game cách trình bày xong. Giờ tính luôn ở chỗ đây. Tính luôn chỗ đây thầy gọi đây là y nha. Thì chúng ta có tỷ lệ là gì? 4 chia cho 0,02 sẽ bằng ở đây là 2 chia cho gì? Chia cho y. Thầy giả sử nó là y chỗ đây này. Để tính số mol của Al2O3 chúng ta cũng nhân chéo vào đây. Kem lấy 4 nhân y sẽ bằng 2 nhân 0,002. Như vậy y chúng ta sẽ bằng 2 nhân 0,02 sẽ chia cho 4 đây. Kết quả ở đây sẽ bằng ở đây là 0,01 này. Như vậy chỗ đây nó sẽ ra được là 0,01 mol. Hiểu chưa? Đấy, từ đây qua đây là 0,01. Như vậy chúng ta đã tính được số mol của oxy và tính được số mol thằng này thì chúng ta thế vào hai công thức này là ra thôi. Bây giờ cái bài đấy nó rất là đơn giản rồi đúng không? Nhưng mà trong quá trình trình bày nhá, chúng ta phải trình bày ra chứ không phải cái phần này chúng ta làm nháp để chúng ta ra được cái số liệu nó 0,015 và 0,01 thôi. Nhưng mà khi trình bày như sau này, em ghi là theo phương trình phản ứng ta có, bây giờ thầy sẽ tính cái ở câu A trước, là tính thằng này trước nha. Số mol của Al2O3, ở đây em thấy tỷ lệ này, ở đây 4 và 2 chứng tỏ đây là nó giảm đi một nửa so với đây đúng không? Ở đây 4 thì thằng này 2 đúng không? Thì chứng tỏ đây nó sẽ bằng là 1/2 của số mol của nhôm, nghĩa là 2/4 á. Tỷ lệ chúng ta là 2/4 nha, em hiểu chưa? Nghĩa là 2/4 thì bằng 1/2, nghĩa là 1/2 nhân ở đây cho 0,02 thì sẽ bằng 0,001 mol. Được không nào? Hiểu chưa? Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra khối lượng của Al2O3 sẽ bằng số mol Al2O3 nhân cho khối lượng mol của Al2O3. Như vậy bằng 0,01 nhân cho bao nhiêu? Nhân bao nhiêu em nhìn này, thầy bấm trên máy tính luôn nè. Nhôm ta bao nhiêu? 27. Nhôm ta 27, hệ số dưới đây em thấy có số 2 không? Ở đây có số 2 nè. Có số 2 thì chúng ta nhân ở đây cho 2. Ta cộng oxy là mười mấy? O3 nè, oxy là 16. Nhân mấy? Nhân cho 3. Kết quả chúng ta bằng 102 nè. 102 nhân cho thằng này thì bằng 1,002 gam. Rồi, xong câu A. Câu B. Các em ghi là theo phương trình phản ứng ta có. Theo phương trình phản ứng ta có cái gì? Đây, các em thấy này. Tỷ lệ này. Ở đây là 4, đây 3 thì tỷ lệ số mol của oxy này sẽ bằng là 3/4 của thằng nhôm, 3/4 này. Của thằng này là bằng 2/4 này, của thằng này là 3/4, hiểu chưa? Như vậy thì số mol của oxy sẽ bằng 3/4 số mol của nhôm. Sẽ bằng 3/4 nhân ở đây cho 0,02. Thì kết quả ở đây là 0,015 mol. Từ đó chúng ta sẽ suy ra khối lượng của thể tích của oxy sẽ bằng số mol của oxy nhân cho 24,79. Đây là một hàng số rồi thì lấy số này nhân đây thôi. Nhân đây cho 24,79. Như vậy V của oxy sẽ bằng 0,015 nhân cho 24,79 sẽ bằng
Đây nha. Như vậy đây sẽ bằng là 0,37185 lít. Vậy thôi, được chưa? Đấy. Em hiểu không? Rồi. Đặt kết luận vậy. Khối lượng của Al2O3 sẽ bằng ở đây là 1,02 gram. Còn V của oxy, nhớ đây là điều kiện tiêu chuẩn nhé, sẽ bằng 0,37185 lít. Đơn vị đây là lít. Xong. Rồi. Các cái bước làm và cái bài này thầy đã giải lại rồi nha. Còn clip của cái bài kia là do bị đơ, nó bị đơ chỉ có nghe tiếng thôi, thì thầy cũng sẽ làm lại cho các em để chúng ta nắm, chứ không các em chả biết xem chỗ nào ha. Tại vì em đã quen với cách dạy của thầy từ lớp 6 tới giờ rồi đó. Còn thầy khuyên các em là nên vào ở trong cái bộ kết nối tri thức và cái phần hóa học lớp 8 chương trình cũ á, chúng ta tham khảo thêm nha. Ok. Như vậy thì cái phần còn phần 2 thì thầy đã có bài 5 tiết 2 rồi. Được chưa? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Ok. Rồi. Đẹp luôn.